Dạ vâng, Sành Đồn Xin xin kính chào quý anh chị, chúc anh chị một ngày tốt lành. Và ngày hôm nay thì Sành Đồn Xin xin phép được giới thiệu đến toàn thể quý anh chị những mã áo khoác kaki đồng giá là 450.000 một chiếc và đã bao gồm phí ship. Quý anh chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng. Thời gian làm việc của nhà Sành Đồn Xin là từ 8 giờ sáng đến 23 giờ tối, trừ khoảng 1-2 tiếng thời gian nghỉ trưa. Và ngay bây giờ sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đối với sản phẩm đầu tiên thì chúng ta sẽ là một chiếc áo có cái tông màu nâu như này. Con này sẽ là cái chất liệu da lộn, đó cái chất liệu da lộn này khá là dày dặn, một sản phẩm của Marc Chio. Mã sản phẩm sẽ là A823, chiều dài là 62 và ngang là 52. Với anh chị chúng ta khoảng là xung quanh 60kg mặc sẽ rất là ok. Có điều là con này chúng ta sẽ hơi bị lỗi một chút là túi, cái phần túi người ta làm bằng da PU nên là nó sẽ hơi bị bong một chút này. Đó, nó sẽ hơi một chút thôi. Quý anh chị chúng ta vẫn ok thì có thể là lựa cho em này một sản phẩm hàng da lộn, nói chung là giữ ấm cũng khá là tốt. Tông màu cũng là một cái tông màu lên khá là nhã nhặn cho mình. Mã là A823. Khoảng là 60, xung quanh 60kg mặc rất là ok. Rồi sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ có một con màu sắc cũng khá là đặc biệt này. Đây, con này khá là hay. Màu cái tông của nó thì sẽ là một cái tông nó hơi xám xám một chút. Và cái họa tiết của nó sẽ là các cái đường kẻ sọc nâu như thế này. Con này sẽ là cái thiết kế cổ vest này, lên rất là lịch sự. Mã sẽ là mã A824, chiều dài sẽ là 66 này, ngang là 50 và vai là 52. Thiết kế cho mình có một cái túi ở trước ngực này và dưới đây chúng ta có hai cái túi vuông, nói chung là cũng đầy đủ tinh tế tỉ mỉ cho mình. Con này sẽ là một con có đệm vai nên là quý chị chúng ta yên tâm là form dáng của nó rất là vuông vức gọn gàng cho mình. Mã là A824, chiều dài là 66 này, ngang 50 và vai là 42. Quý chị chúng ta khoảng là 60-65kg mặc em này rất là ok luôn. Đó, chất liệu cũng là cái chất liệu tương đối dày dặn rồi, quý chị chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Quý chị chúng ta yêu thích thì có thể là liên hệ đặt hàng em này, rất là đẹp luôn. Tiếp theo này, chúng ta sẽ có một con này sẽ là một cái tông màu đen và cũng là cái thiết kế kiểu cổ vest như này. Đó, cực kỳ đẹp, quý chị chúng ta có thể thấy là con này sẽ là một con chất liệu kaki cực kỳ dày dặn luôn. Mặt bên trong này, thiết kế túi các thứ đầy đủ cho mình ở bên trong. Con này sẽ là một con của Junman. Đó, bên trong có túi đầy đủ cho mình, thiết kế cổ vest và đảm bảo là con này còn rất là mới, tem mác các thứ vẫn còn gắn nguyên cho mình ở đây. Mã sẽ là mã A825, chiều dài là 67 này, ngang là 47, vai là 43 và tay áo là dài khoảng 58cm. Có điều là sản phẩm này của chúng ta nó bị mất mấy cái cúc. Đó, bình thường thì vest của chúng ta sẽ có thiết kế cúc, nhưng mà sản phẩm này của chúng ta bị mất cúc rồi nên là quý anh chị chúng ta có thể là khoác ngoài, hoặc nếu không thì quý anh chị chúng ta hoàn toàn về có thể đơm thêm một vài cái cúc vào thì là cũng ok ngay. Đó, chất liệu thì là cái chất liệu rất là dày dặn, form dáng sẽ là một cái form tương đối là gọn gàng, dễ mặc dễ dùng cho mình. Màu đen này cũng là một cái màu đen rất là dễ phối. Đó, nó sẽ có cái thiết kế đường kẻ như thế này. Mã là A825. Rồi sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ có một con kaki màu rêu như này. Con này sẽ là một sản phẩm màu rêu khá là đậm. Màu sắc sẽ là một cái màu trung tính rất là dễ dùng thôi. Con này sẽ là cái thiết kế khóa này, khóa kim loại rất là trơn tru mượt mà như này. Và nó sẽ có cái thiết kế túi ở hai bên ngực như này cho quý anh chị. Phần dưới này nói chung là làm cũng khá là đẹp. Mã là A826, chiều dài là 63 này, và sau là 67, ngang 54 và vai là 45. Quý anh chị chúng ta khoảng là xung quanh 60kg lựa em này mặc sẽ rất là ok. Cái cổ của nó sẽ là cái cổ kiểu sơ mi như này, nói chung lên form là cũng khá là lịch sự, màu sắc cũng lên cho mình rất là trẻ trung luôn, dễ mặc dễ dùng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con kaki màu xám như này. Nói chung là cái thiết kế của nó khá là bụi. Đó, quý chị có thể thấy này, có rất là nhiều túi ở đây. Túi thì đều là cái thiết kế khóa kim loại, cúc cũng là kim loại luôn, nên là quý chị chúng ta yên tâm về cái độ xịn sò của em này. Con này sẽ có mã là A827, chiều dài sẽ là 63 này, ngang là 51 và vai là 43. Quý chị chúng ta khoảng là xung quanh 60 đến 65kg là có thể mặc được. Tuy nhiên con này của chúng ta, cái khóa của nó sẽ hơi bị lỗi này. Khóa nó sẽ hơi bị lỗi, quý chị chúng ta thay được cái khóa này thì lựa cho em này về cũng khá là ok. Đó, form dáng khá là bụi bặm. Đây, quý chị có thể thấy toàn bộ form dáng này. Còn cái màu này thì quý chị yên tâm là sử dụng cái màu này cũng rất là dễ dàng, dễ phối cho mình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con màu xám này. Một con màu xám của nhà Louis Exchange.
Đó, con này thì sẽ có mã là A828, chiều dài là 63 này, ngang 53 và vai là 43. Ở trên ngực áo thì chúng ta có một cái logo của thương hiệu được thêu nho nhỏ như thế này. Đường lai áo được bo chu nên là cái sản phẩm này của chúng ta trông rất là gọn gàng. Form dáng tương đối là dễ mặc, dễ dùng thôi. Không có quá nhiều các cái chi tiết ở đây. Mã là A828. Đó, nói chung là cũng khá là dày dặn, thích hợp cho chúng ta mặc vào cái tiết trời nó hơi se lạnh một chút. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con tiếp theo sẽ là một con kaki của nhà Polo. Đây là con kaki của nhà Polo, con này cũng là một cái form rất là dễ mặc. Màu sắc sẽ là cái màu chủ đạo là màu xanh đen như thế này, tương đối là dễ phối đồ cho mình. Dưới đây thì chúng ta cũng có thiết kế túi chéo này, nói chung là những cái thiết kế cơ bản đều có hết. Trên ngực áo thì sẽ là một cái túi nho nhỏ và có đường khóa như này, khóa bằng đồng, khóa bằng kim loại rất là xịn sò luôn. Mã là A829, chiều dài là 70 này, ngang 55 và vai là 48. Con này của chúng ta thì nó sẽ hơi bị lỗi một chút. Và đây có cái cúc ở đằng sau nó sẽ hơi bị vỡ. Vì chị chúng ta hoàn toàn có thể là tháo cái phần này ra ok luôn. Nó chỉ là một cái cúc phụ thôi để trang trí. Vì chị chúng ta hoàn toàn có thể tháo ra. Còn nếu không thì quý anh chị chúng ta muốn nó đẹp mắt hơn thì có thể gắn lại một cái cúc khác vào đây cũng được. Mã là A829. Quý anh chị chúng ta khoảng là 60-65kg mặc em này sẽ rất là ok. Đó, rất là xịn sò luôn và rất là dễ mặc, dễ dùng. Có thể lựa chọn mặc hàng ngày, rất là tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con áo khoác cũng là cái chất liệu kaki và tông màu của nó sẽ là cái tông màu kem hơi sáng như này. Đó, nó sẽ kiểu hơi rêu rêu kem kem một chút và trên thiết kế của áo nó sẽ có rất nhiều các cái tag như này, nói chung là rất đẹp mắt. Tay áo này có túi hộp các thứ rất là ok. Mã sẽ là mã A830, chiều dài sẽ là 70 này, ngang là 58 và vai là 46. Và con này chúng ta sẽ hơi bị ố một chút này. Nó sẽ hơi bị ố một chút ở cái phần đáy áo như này, gần cái túi áo nó sẽ hơi bị ố một chút. Nhưng mà cái vết này nói chung là nhìn cũng khá là khó. Nói chung là một cái lỗ nho nhỏ thôi, đằng sau thì chúng ta có một cái tag. Đó, nói chung nhìn chung thì con này cũng là một con khá là đẹp rồi. Một con của nhà Hasbin. Mã sẽ là mã A830. Quý chị chúng ta ok bỏ qua những cái lỗi đó thì có thể lựa chọn em này. Còn về form dáng và chất liệu em này thì rất là ok, có thể nói là cực kỳ đẹp luôn. Đó, nói chung là dày dặn và giữ ấm rất là tốt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con kaki đen này. Một con kaki màu đen, con này sẽ là một con của Double Boxers. Con này sẽ có mã là A832, chiều dài là 66 này, ngang 52 và vai là 44 cm. Thiết kế của con này cũng khá là nổi bật. Nói chung là nó sẽ có hai cái túi này, các cái chi tiết khóa cũng như cúc đều là bằng kim loại nên là quý chị chúng ta yên tâm về cái độ xịn sò bền, nói chung là rất là bền luôn. Mã sẽ là A832, chiều dài 66, ngang 52 và vai là 44. Quý anh chị chúng ta khoảng là xung quanh 65kg mặc rất là ok. Cái thiết kế của nó sẽ là những cái đường kẻ sọc chìm ở bên trong như này, nói chung là lên con áo rất là trẻ trung cho mình. Đó, màu đen cũng là một cái màu chúng ta rất là dễ mặc, dễ dùng rồi. Đó, form dáng con này nói chung rất là năng động. Không biết là có túi như là có mũ. Không, con này thì chắc không có mũ được. Đó, nói chung con này cũng là một con kaki rất là dày dặn. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một sản phẩm áo kaki nâu. Con này sẽ lên cho mình cái cổ vest này. Cổ vest nói chung là sản phẩm trông cũng khá là lịch sự nhã nhặn. Mã sẽ là mã A833, chiều dài là 71 này, ngang là 53 và vai là 46. Con này là một con của American. Đó, rất là đẹp và cái chất liệu của nó sẽ là cái chất liệu con này sẽ là một cái chất liệu nhung tăm. Đó, nói chung là cái chất liệu này thì đảm bảo là giữ ấm rất là tốt và cái độ bền của nó cũng rất là cao. Vì chị chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn em này mặc trong cái mùa thu đông năm nay. Mã là A833, toàn bộ cúc đều là cúc kim loại và bên trên có dập logo, dập tên của thương hiệu. Dưới đây thì chúng ta sẽ có hai cái túi vuông này. Nói chung là cái phần này nó hơi bị nhăn một chút là vì nhà sành đồ xin là chưa được kỹ thôi. Quý chị chúng ta là lượt lại một lần là đảm bảo em này rất là ok luôn. Đó, chất liệu thì cũng rất là dày dặn, nó giữ ấm khá là tốt cho mình. Trên vai áo này người ta làm những cái chi tiết nói chung là làm cho con áo nó có thêm điểm nhấn, trông cũng khá là hay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con áo rêu như này. Một con áo
kaki màu rêu, form dáng cực kỳ ok, form suông dễ mặc dễ dùng. Đó hoàn toàn có thể lựa chọn em này mặc trong mùa thu đông năm nay và đảm bảo là hàng còn rất là mới, không lỗi lầm gì luôn. Mã là A834, chiều dài là 73 này, ngang là 55 và vai là 47. Quý anh chị chúng ta khoảng là 65 đến 70 kg là có thể lựa chọn em này mặc cực kỳ đẹp, và cái chất liệu sẽ là cái chất liệu kaki rất là dày dặn như này. Quý anh chị chúng ta yên tâm là nó rất là cứng cáp, mặc lên form dáng rất là chuẩn chỉnh cho mình luôn. Đó, cực kỳ ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một con, cũng lại là một cái thiết kế rêu. Con này sẽ là một con khoác kiểu bomber như này. Đó, đây sẽ là một con của nhà Scott. Tag các thứ là nói chung uy tín cho quý anh chị luôn. Đằng sau này thì chúng ta sẽ có một cái tag, một cái logo này. Đó, nói chung logo các thứ là đầy đủ cho mình. Khóa đây là khóa đồng rất là xịn sò. Mã là A835, chiều dài là 68 này, ngang là 53 và vai là 43. Tuy nhiên cái màu của em này thì nó sẽ hơi bị loang một chút đây. Quý anh chị có thể thấy cái tông màu của nó sẽ hơi bị loang xanh xanh một chút này. Không biết là quý anh chị có thể thấy rõ không? Và con này sẽ sale thẳng trên line là 350k cho quý anh chị. Bình thường các sản phẩm của chúng ta đang đồng giá là 450k. Và con này vì nó hơi bị loang màu một chút nên là sale luôn 350k cho quý anh chị luôn. Nói chung là quý anh chị chúng ta hoàn toàn có thể là lựa em này về. Nó chỉ hơi bị loang một chút thôi. Nếu mà nhìn không để ý thì cũng không không để ý lắm thì nói chung là cũng không phát hiện được đâu. Nói chung khá là hay, màu sắc cũng tương đối là ổn định. Form dáng thì là một cái form khá là gọn gàng cho mình. Chất liệu cũng là cái chất liệu rất là dày dặn, yên tâm là giữ ấm rất là tốt. Mã là A835, sale luôn là 350k cho mình chị luôn. Form dáng cực kỳ đẹp. Rồi tiếp theo này, chúng ta sẽ có một con kaki màu đen em ơi. Con kaki đen cũng là một cái form cổ vest như này, lên form dáng rất là lịch sự. Con này sẽ là một con của Mitsumin, mã sẽ là A836, chiều dài là 72 này, ngang là 54 và vai là 45. Form dáng cực kỳ đẹp đây, quý chị có thể thấy này. Đó, form của nó cực kỳ đẹp luôn. Và khoảng là quý chị chúng ta 65 đến 70kg lựa em này mặc rất là ok. Cái cổ vest này sẽ là một cái cổ mà chúng ta mặc rất là lịch sự. Quý chị hoàn toàn có thể lựa cho em này mặc đi làm, đi chơi rất là ok. Và cái phối đồ bên này cũng rất là đơn giản. Đó, cái chất liệu thì sẽ là cái chất liệu kaki vô cùng là dày dặn rồi. Bên trong này, đó, bên trong sẽ là lót một cái lớp vải, nói chung là cực kỳ mềm mịn, đảm bảo là mặc sẽ rất là thoải mái. Và cái chất liệu của nó sẽ là cái chất liệu không nhăn, không bay, không xù. Quý anh chị hoàn toàn có thể là yên tâm lựa chọn sản phẩm này. Người ta thiết kế túi các thứ rất là đẹp như này. Đó, có khóa đàng hoàng luôn. À không, không có khóa, có cúc thôi. Nó sẽ là có cái thiết kế gấu cúc như này. Mã là A836, cực kỳ đẹp. Đó, sản phẩm này sẽ là một sản phẩm rất là đáng tiền cho cuộc giao ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con màu đen. Ồ, con này cũng là một con cực kỳ đẹp luôn. Chất liệu của em này cũng là cái chất liệu kaki siêu dày dặn luôn. Bên trên ngực áo sẽ có hai cái túi vuông này. Mã sẽ là mã A837, chiều dài là 75, ngang là 62 và vai là 56. Form khá là rộng rãi thoải mái. Quý anh chị chúng ta khoảng xung quanh 75kg lựa em này mặc cực kỳ ok cho mùa thu đông năm nay luôn. Đảm bảo là cái độ bền rất là cao và cái độ giữ ấm giữ nhiệt như này cũng rất là tốt. Đó, bên ngoài đảm bảo là quý anh chị nhận sẽ thấy con này đẹp hơn trên line rất là nhiều, vì là cái màu này nó hơi tối nên là lên line nó không có được rõ toàn bộ cái chi tiết của sản phẩm. Đó, nhìn chung con này sẽ là một con rất là đẹp, cổ người ta làm cổ kiểu sơ mi rất là lịch sự cho mình. Mã là A837, quý anh chị chúng ta lựa chọn em này về đảm bảo chúng ta không hối hận một tí nào luôn, rất là đáng tiền. Mã là A837. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có một con màu nâu như này. Con này cổ người ta làm khá là đẹp, con này cái chất liệu vải gì đó thôi. Con này sẽ là vải chứ không phải kaki. Và mã sẽ là A838, chiều dài là 65 này, ngang là 45 và vai là khoảng 40. Thiết kế cái cúc của nó lên rất là đẹp luôn. Đó, cúc là rất là tinh tế. Tuy nhiên con này có vẻ là hơi bị sờn một chút ở đây. Đó, nó sẽ hơi bị sờn một chút. Con này sẽ là con firm. Mã là A838. Quý anh chị chúng ta khoảng xung quanh 60 đến 65kg thì lựa chọn này mặc rất là ok. Cái màu nâu này lên rất là đẹp này. Đó, cái màu nâu rất là dễ dùng, rất là trẻ trung cho mình. Mã A838 và cái chất liệu rất là mềm mịn luôn. Tiếp theo này, một con của Oxford. Con này giống như kiểu một cái áo đồng phục luôn. Con này cũng là lên cái cổ vest này, cổ vest rất là đẹp và cái chất liệu cũng là cái chất liệu cực kỳ mềm mịn luôn. Mã là A839, chiều dài sẽ là 73 để ngang là 52, vai là 46 và tay áo là dài khoảng 60cm. Có một cái thiết kế túi ở vai này, một cái thiết kế cái túi ở ngực và dưới đây cũng có hai cái túi vuông, nói chung khá là ok. Mã là A839, đây quý chị có thể thấy toàn bộ form dáng. Nói chung là còn khá là mới và đảm bảo mặc cực kỳ mềm mịn và độ giữ ấm của em nó cũng rất là tốt.
nó rất là mềm mịn luôn. Và yên tâm là nó sẽ không xù, không bay đâu. Không xù, không bay, yên tâm là giặt máy giặt thoải mái. Mã là A839. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một con màu sắc tương đối là lạ mắt. Con này sẽ là một cái kiểu chất liệu nhung tăm. Chất liệu nhung tăm và màu sắc tông chủ đạo màu nâu. Và họa tiết của nó sẽ là các cái đường kẻ như này. Mã sẽ là mã A840, chiều dài là 69 này, ngang 49 và vai là khoảng 41 cm. Con này thì quý anh chị chúng ta khoảng 65, xung quanh 65 kg mặc sẽ rất là ok. Form dáng nó kiểu là áo sơ mi như này, nhưng mà chúng ta là có quá đồng luôn, nên là quý anh chị chúng ta yên tâm, rất là xịn. Đó, rất là xịn sò và độ bền nó rất là cao. Cái chất liệu nhung tăm này thì cũng là một cái chất liệu giữ ấm rất là tốt. Quý anh chị chúng ta có thể lựa chọn để mặc trong mùa thu đông năm nay. Mã là A840. Quý chị chúng ta yêu thích màu này thì có thể là lựa chọn. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một con kiểu áo khoác bò như này. Con này sẽ là một con vest chất liệu bò jean. Đó, chất liệu bò như này. Mã sẽ là A841. Chiều dài sẽ là 74 này, ngang là 54, vai là 44 và tay áo dài khoảng 54 cm. Con này sẽ là một con Roberta di Camerino, cực kỳ đẹp. Lên form sẽ là một cái form vest như này, rất là hiếm có cái vest nào mà nó lên cho quý anh chị cái chất liệu cũng như là cái màu sắc như thế này. Lựa chọn em này mặc thì trông sẽ rất là trẻ trung cho mình mà vẫn giữ được cái sự lịch sự này. Form vest rất là ok và rộng rãi thoải mái, mặc rất là ok luôn. Mã là A841, form rất là rộng. Và yên tâm là con này sẽ là một con có đệm vai, nên là cái form của nó rất là đứng form, vuông vức cho mình, cực kỳ đẹp luôn. Mã A841. Tiếp theo chúng ta lại có một con kiểu chất liệu bò nữa. Đó, con này thì sẽ là cái tông màu xanh than. Cái đường chỉ của nó sẽ là cái chỉ nổi lên như này, nên là trông con này rất là trẻ trung. Có một cái thiết kế túi ở trước ngực này, dưới đây sẽ là hai cái túi vuông. Đó, con này cực kỳ đẹp và độ mới còn rất là cao. Phải nói là sản phẩm này còn như mới luôn. Mã sẽ là A842. Thông số của sản phẩm này như sau này. Mã sẽ là A842. Chiều dài là 75, ngang 55 và vai là 46 này. Tay áo sẽ là 59 cm. Quý anh chị chúng ta khoảng 70-75 kg lựa em này mặc rất là ok, cực kỳ đẹp luôn và đảm bảo sản phẩm còn rất là mới. Chất liệu, form dáng, màu sắc rất là phù hợp cho quý anh chị có thể lựa cho em này mặc trong mùa thu đông năm nay thì rất là hợp lý rồi. Đó, lên form dáng rất là trẻ trung và vẫn giữ cho mình cái sự lịch sự nhã nhặn. Đó, cực kỳ đẹp. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một con màu nâu. Con này cũng là cái chất liệu kaki thôi. Điểm đặc biệt của em này là người ta thiết kế cho mình cái cổ rất là đẹp luôn. Đó, mã sẽ là mã A843, chiều dài là 71, ngang là 49, vai là khoảng 43 cm. Con này thì quý anh chị chúng ta khoảng 65, xung quanh 65 kg mặc rất là ok. Lên dơ xa một chút cho quý anh chị thấy toàn bộ form dáng này, cực kỳ đẹp. Và cái chất liệu của nó sẽ là cái chất liệu kaki. Con này chất nó sẽ hơi thô một chút, nên là mình mặc nó sẽ đứng form và nó sẽ chắn gió giữ ẩm cũng khá là tốt luôn. Rất là dày dặn nên là quý anh chị chúng ta hoàn toàn yên tâm. Mã sẽ là mã A843 này. Có túi các thứ rất là đầy đủ cho mình. Dưới đây người ta làm vặt tròn như này nên là trông con áo nó rất là lịch sự nhã nhặn và nó kiểu như là nó thanh lịch, nhẹ nhàng thôi. Đó, màu sắc cũng lên là một cái màu rất là dễ dùng. Mã A843 này. Tiếp theo thì sẽ là một con màu bò như này, cũng là một con vest rất là mới luôn. Chất liệu là chất liệu kaki thì quý anh chị có thể thấy con này mà không lựa chọn thì quá là phí. Nó vừa mới mà nó lại còn vừa rất là đẹp nữa. Mã là A844, chiều dài là 74 này, ngang 49, vai là 42 và tay là khoảng 60 cm. Chúng ta có thiết kế túi này, dưới đây cũng là túi vuông luôn. Đó, nói chung là lượt rất cẩn thận, đường kim mũi chỉ họ chạy cho mình không một miếng chỉ thừa luôn. Mã là A844, còn cực kỳ mới. Quý chị chúng ta nhanh tay là lựa chọn em này vì nó rất là đẹp luôn. Đây sẽ là một trong những cái sản phẩm cực kỳ ok trong buổi live ngày hôm nay. Quý chị chúng ta rất nên lựa chọn những sản phẩm này trong mùa thu đông năm nay vì cái độ bền của nó rất là tốt cũng như là cái độ giữ ấm của em này cũng khá là cao nữa. Mã A844 này. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con kaki màu xanh rêu như này. Con này thì nó sẽ là một con áo khoác có mũ cho mình, mũ khá là rộng rãi thoải mái này. Sẽ có thiết kế một cái túi có khóa đồng này, dưới đây cũng túi đầy đủ cho quý chị luôn. Mã là A845, chiều dài là 75 này, ngang là 57 và vai là 47. Size XL quý anh chị chúng ta khoảng 70-75 kg thì có thể là lựa chọn em này. Mặc em này thì bao ấm trong mùa đông năm nay rồi. Chất liệu kaki cực kỳ là dày dặn luôn. Mã là A845, đó rất là đẹp. Đó, chất liệu thì cực kỳ dày dặn. Tiếp theo là sản phẩm cuối cùng, chúng ta cũng là một con vest màu bò.
Đó, một con vét màu bò đây là cũng là một sản phẩm cực kỳ đáng tiền. Nó sẽ là một cái tông màu khá là sáng, mặc đảm bảo là trẻ trung và nó vẫn giữ cho mình cái sự lịch sự này. Cổ là cổ vét rất là ok. Đó, nói chung là lượt rất cẩn thận. Trên này thì chúng ta có một cái túi ở trước ngực này. Dưới đây cũng đầy đủ túi các thứ, người ta làm rất là tinh tế cho mình. Mã là A846, chiều dài là 73 này, ngang là 51 và vai là khoảng 45 cm. Con này thì quý chị chúng ta khoảng 70-75 kg, lựa em này mặc rất là ok và đảm bảo là màu sắc ở bên ngoài đẹp hơn trên like rất là nhiều. Bên ngoài nó sẽ là một cái màu bò khá là sáng, khá là tươi đó, nhưng mà yên tâm là để phối đồ thì rất là dễ dàng, lên cái form rất là trẻ trung cho mình luôn. Đó, rất là đẹp, quý chị chúng ta không nên bỏ qua em này một tí nào hết. Con này để mà chấm điểm thì nó cũng phải được điểm 9/10. Đó, rất là đẹp luôn, mã là A846. Và đây cũng là một cái sản phẩm cuối cùng để kết thúc cái buổi live ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý anh chị chúng ta đã theo dõi buổi live ngày hôm nay đến những giây phút cuối cùng. Xin được kính chúc quý anh chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những phiên live tiếp theo.